5 tháng 9, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận một ca tử vong do bệnh dại tại thành phố Pleiku, nâng tổng số ca tử vong do bệnh dạy tính từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai lên 10 ca. Nạn nhân là anh D, sinh năm 1989 ở xã Ia Canh, thành phố Pleiku. Qua điều tra dịch tễ, vào đầu tháng 5 2023, anh D bị con mèo hoang cắn ngay tại vị trí ngón tay với một vết cắn sâu chảy máu nhiều. Con mèo sau khi cắn anh D đã mất tích không theo dõi được. Anh D đã xử lý vết thương bằng nước lã nhưng không tiêm huyết thanh kháng dại và vaccine dại vì điều kiện gia đình khó khăn. Trước đó, sáng 25 tháng 8, anh D có triệu chứng chán ăn, mệt mỏi, nhức đầu, lo lắng, mất ngủ, ngứa tại vết cắn, sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng, gào thét. Bệnh nhân được đưa đi khám tại Trung tâm Y tế thành phố Pleiku, sau đó được chuyển lên khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Bệnh nhân được chẩn đoán dại lên cơn nên bệnh viện tư vấn người nhà đưa bệnh nhân về nhà chăm sóc. Trưa cùng ngày, bệnh nhân được đưa về nhà tại làng Oser, xã kênh để cách ly theo dõi chăm sóc tại nhà. Ngày 2 tháng 9, bệnh nhân tử vong. Sau khi ghi nhận ca tử vong do bệnh dạy, cán bộ y tế đã tư vấn người nhà, những người chăm sóc phục vụ trực tiếp người bệnh có tiếp xúc nước bọt và các đồ vật bị nhiễm chất tiết của người bệnh điều trị dự phòng bằng tiêm vaccine dạy. Qua đó, đã có 5 người nhà có tiếp xúc gần với anh D được tư vấn và đã tiêm mũi 1, mũi 2 vaccine phòng dạy. Sát trùng, tẩy uế đối với nước bọt và các đồ vật bị nhiễm chất tiết và toàn bộ bề mặt sàn nhà bằng xà phòng và chloramin B. Trung tâm y tế thành phố Pleiku cũng đã tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến cộng đồng dân cư về sự nguy hiểm của bệnh dạy nhằm nâng cao nhận thức của người dân về việc tiêm phòng vaccine dạy sau khi bị chó mèo nghi dạy cắn hoặc đến cơ sở y tế để được tư vấn đồng thời tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh chỉ đạo trung tâm dịch vụ nông nghiệp phòng thú y địa phương tăng cường công tác quản lý chó mèo tiêm vaccine phòng dạy cho đàn chó mèo trên địa bàn thành phố đặc biệt là vùng dịch vùng có ca bệnh tử vong do bệnh dạy vào tháng 6 vừa qua, một nam bệnh nhân 37 tuổi tại Quảng Ninh, trước khi nhập viện khoảng 50 ngày, người đàn ông bị mèo nhà nuôi cắn khi bắt mèo làm thịt. Sau đó bệnh nhân xuất hiện tình trạng sưng đau đầu ngón tay bên phải, vùng hố nách cùng bên bị mèo cắn có hạch sưng đau, kích thước khoảng 3x2 cm. Qua thăm khám lâm sàng cận lâm sàng, các bác sĩ bệnh viện Bãi Cháy chẩn đoán người đàn ông mắc bệnh mèo cào theo dõi tình trạng nhiễm khuẩn huyết. Bệnh nhân được điều trị bằng giảm đau, hạ sốt, kháng sinh theo phác đồ cũng như nhiều loại động vật khác mèo có thể nhiễm những loài mầm bệnh khác nhau khi được nuôi trong nhà mầm bệnh này có thể lây nhiễm cho con người thông qua vết cào vết cắn nếu chẳng may bị mèo nhiễm bệnh cắn nước bọt của chúng sẽ tiếp xúc với da con người do đó người bị lây bệnh từ mèo Vết cắn của mèo có xu hướng trở nên nghiêm trọng cần phải được thăm khám để chỉ định tiêm phòng, khi vùng da bị cắn tấy đỏ có mủ, người bị mèo cắn có dấu hiệu sốt, người bị mèo cắn có hệ miễn dịch suy yếu mắc bệnh nền, tiêm phòng uốn ván lần gần nhất cách đây 5 năm đồng nghĩa với việc đã suy giảm miễn dịch với uốn ván, không rõ về nguồn gốc mèo đã cắn mình hoặc bị mèo hoang cắn, thực tế mắc bệnh dại do bị mèo cắn không quá phổ biến, tuy nhiên vết cắn của mèo cần được cảnh giác có khoảng 95% trường hợp người bị bệnh dại là do lây từ vết chó cắn, còn tỷ lệ từ vết mèo cắn chỉ khoảng 2 đến 5%. Nguy cơ nhiễm dại do bị mèo cắn phụ thuộc vào lượng virus có trong nước bọt của mèo, thời điểm thực hiện và cách sát khuẩn, mèo cắn đã được tiêm phòng dại chưa. Vì thế, sau khi bị mèo cắn trước tiên, cần tìm cách bắt nhốt con mèo đó lại để theo dõi rồi tiến hành sơ cứu vết cắn và đi khám bác sĩ để được kiểm tra, chẩn đoán xem có nguy cơ lây nhiễm bệnh hay không.